Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Trong phần tin tức Canada sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thu hồi thuốc xịt mũi Apomomitazone Do nguy cơ nhiễm vi khuẩn, công ty dược phẩm Apotex đang thu hồi hai lô thuốc xịt mũi theo toa do có thể bị nhiễm vi khuẩn. Thuốc xịt mũi Apomomitazone được kê đơn điều trị các triệu chứng dị ứng ở trẻ em Viêm xoang ở bệnh nhân từ 12 tuổi trở lên và polyp mũi ở người lớn. Bộ Y tế Canada cho biết các lô bị thu hồi có thể bị nhiễm vi khuẩn phức hợp Burkholderia sepacia có thể gây rủi ro nghiêm trọng về sức khỏe cho những người mắc bệnh phổi mãn tính hoặc hệ thống miễn dịch suy yếu, những người đang mang thai cũng như người già và trẻ em. Các thuốc xịt Apo Mometason bị ảnh hưởng có số lô là TX 5343 và TZ5286 và có thời hạn sử dụng là tháng 9 và tháng 10 năm 2025. Bộ Y tế Canada cho biết bất kỳ ai sở hữu các loại thuốc xịt bị thu hồi nên trả lại cho nhà thuốc địa phương để xử lý đúng cách. Nếu lo ngại bản thân hoặc con cái họ đã sử dụng sản phẩm hay tham khảo ý kiến của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Bộ Y tế Canada cho biết vi khuẩn phức hợp Burkholderia cepacia có nguy cơ thấp đối với hầu hết những người khỏe mạnh. Các triệu chứng của nhiễm trùng bao gồm sốt, đau hoặc gây áp lực ở vùng mắt. Mùa thuế năm 2024 đã bắt đầu, những thông tin và thay đổi cần biết. Người Canada có thể bắt đầu nộp tờ khai thuế thu nhập trực tuyến kể từ thứ Hai ngày 19 tháng 2 với một số thay đổi dự kiến áp dụng cho mùa khai thuế năm 2024. Theo Cơ quan Doanh thu Canada CRA, những người nộp đơn bằng giấy mong đợi là phải nhận được gói đơn để kê khai thu nhập qua đường bưu điện ngay bây giờ. Hầu hết, người dân Canada phải nộp tờ khai thuế trước ngày 30 tháng 4. Đây cũng là hạn chót để trả khoản tiền nợ thuế cho chính phủ. Những người Canada tự kinh doanh self-employed cùng với vợ, chồng hoặc là bạn đời hợp pháp của họ có thời hạn đến ngày 15 tháng 6. Vì ngày đó rơi vào cuối tuần nên thời hạn được dời đến ngày 17 tháng 6. Những người Canada tự kinh doanh vẫn phải trả số tiền nợ thuế CRA trước hạn chót ngày 30 tháng 4 để tránh phải trả lãi. Những gì thay đổi trong năm nay, FHSA và yêu cầu về chi phí làm việc tại nhà. Năm nay đánh dấu năm đầu tiên người nộp thuế có thể khấu trừ vào tiền tiết kiệm mua nhà đầu tiên FHSA, một loại tài khoản miễn thuế được chính phủ liên bang triển khai vào năm ngoái để giúp người Canada tiết kiệm cho ngôi nhà đầu tiên của họ. Các khoản đóng góp của bạn cho FHSA được khấu trừ thuế, trong khi số tiền bạn rút ra miễn là bạn sử dụng chúng để trả trước cho việc mua căn nhà đầu tiên của mình thì sẽ được miễn thuế. Chương trình này cho phép những người mua nhà tiềm năng bắt đầu tiết kiệm tới 15 năm sau khi họ mở tài khoản, với giới hạn tiền gửi hàng năm là 8.000 đô la và giới hạn đóng góp trọn đời là 40.000 đô la. Những người Canada đã mở loại tài khoản này sẽ nhận được một phiếu mới gọi là T4 FHSA. Phiếu này sẽ cung cấp các chi tiết cần thiết để hoàn thành tờ khai thuế của bạn. Các tổ chức tài chính và người sử dụng lao động có thời hạn đến cuối tháng 2 để gửi các phiếu khai thuế cho CIA. Vì vậy, hầu hết những người nộp thuế có thể không nhận được phiếu để khai thuế cho đến đầu tháng 3. Người Canada cũng có thể nhận thấy rằng phương pháp tính chi phí cố định tạm thời để yêu cầu các chi phí sử dụng văn phòng ở nhà để làm việc tại nhà của nhân viên chẳng hạn như là tiền thuê nhà, điện, internet và vật tư văn phòng không còn áp dụng nữa. Trong năm 2023 và những năm tới, nhân viên giờ đây phải tuân theo phương pháp chi tiết của CIA để yêu cầu chi phí làm việc tại nhà. Người nộp thuế cũng không còn phải nộp đơn xin tạm ứng trợ cấp lao động Canada, Canada Works Benefit, khi họ nộp tờ khai thuế. Các khoản thanh toán đó hiện được phát hành tự động cho những người đủ điều kiện nhận trợ cấp này trong năm tính thuế trước. Người nộp thuế hiện có thể yêu cầu tín dụng thuế để sửa chữa nhà cho nhiều thế hệ, đó là khoản tín dụng được hoàn lại nhằm hỗ trợ chi phí sửa sang nhà để tạo ra một căn hộ phụ cho người cao tuổi hoặc người lớn đủ điều kiện nhận tín dụng thuế khuyết tật. Khoản tín dụng này có giá trị lên tới 7.500 đô la hoặc là 15% chi phí cho một lần sửa chữa đủ điều kiện phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2022. CIA cho biết họ đã xử lý hơn 18 triệu khoản hoàn thuế cho năm 2022, với mức trung bình là 2.262 đô la. Những người có thu nhập khiêm tốn và hoàn cảnh thuế đơn giản cần trợ giúp khai thuế có thể nói chuyện với các tình nguyện viên tại một phòng khai thuế miễn phí trong khu vực hoặc đặt lịch hẹn trực tuyến. Thông tin chi tiết có thể tìm thấy trên trang mạng của Sở Thuế Canada CIA thông qua trang khai thuế miễn phí Free Tax Clinic Page. Nhu cầu bảo hiểm cá nhân về an ninh mạng ngày càng tăng khi tội phạm kỹ thuật số gia tăng. Khi nói đến việc bảo vệ khỏi các cuộc tấn công mạng, đánh cắp danh tính và các tội phạm kỹ thuật số khác, người Canada đã nghe cùng một lời khuyên trong nhiều năm, thay đổi mật khẩu, sử dụng xác thực hai yếu tố và cân nhắc sử dụng mạng riêng ẩn danh để che giấu vị trí của họ. Tuy nhiên, hàng chục ngàn người Canada đã trở thành nạn nhân của tội phạm mạng mỗi năm, vì vậy một số người đang bổ sung thêm một công cụ mới vào kho vũ khí của họ đó là bảo hiểm cá nhân về an ninh mạng tùy thuộc vào nhà cung cấp và gói kế hoạch phạm vi bảo hiểm này có thể bao gồm mọi thứ từ việc sử dụng trái phép tài khoản ngân hàng hoặc thẻ credit card cho đến tư vấn và giám sát trên mạng xã hội trong trường hợp một người bị bắt nạt trên mạng một số chương trình giúp khôi phục dữ liệu và truy cập vào máy tính hoặc hệ thống kỹ thuật số tại nhà những người khác cung cấp cho khách hàng sự trợ giúp chuyên nghiệp nếu ai đó đang cố gắng tống tiền họ trực tuyến. Mặc dù bảo hiểm bao gồm các loại tai nạn này vẫn còn tương đối mới, nhưng sự quan tâm đến nó đang tăng lên cùng với số lượng tội phạm mạng. Dữ liệu của thống kê Canada cho thấy, số vụ tội phạm mạng được cảnh sát báo cáo ở đất nước đã lên tới 74.073 vụ vào năm 2022, tăng từ 71.727 vụ năm 2021 và 33.893 vụ năm 2018. Bạn có thể là người cẩn thận nhất về mặt bảo mật trực tuyến, bạn có thể làm mọi thứ đúng đắn, nhưng sự thật vẫn là nếu bạn cẩn thận, bạn có thể trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công mạng mà không phải do lỗi của bạn. Theo Caroline Boris, phó chủ tịch kiêm giám đốc phát triển sản phẩm dịch vụ quản lý rủi ro cá nhân của công ty bảo hiểm Chubb trong một cuộc khảo sát năm 2022, với 1.605 người Canada và Mỹ, chấp cho biết 39%, tức là 2 phần 5 số người được hỏi, đã mua hợp đồng bảo hiểm cá nhân về an ninh mạng. chấp đã cung cấp bảo hiểm như vậy kể từ năm 2017. Thông qua công ty, người Canada có thể mua bảo hiểm để thay thế tài sản kỹ thuật số, hoặc tiền bị mất, hoặc bị đánh cắp khỏi các cuộc tấn công, đồng thời bảo đảm khách hàng có nơi để đến nếu nhà của họ không thể ở được. Chấp cũng có bảo hiểm chi trả các chi phí liên quan đến việc thuê các công ty quan hệ công chúng và pháp lý để hỗ trợ quá trình phục hồi sau tội phạm mạng. Khách hàng có thể chọn bảo hiểm ít nhất là 25.000 hoặc nhiều nhất là 500.000. Số người lựa chọn bảo hiểm đã tăng đều đặn. Molly Reynolds, một đối tác tại công ty luật Torrance LLP, lần đầu tiên nghe nói về bảo hiểm cá nhân về an ninh mạng vào khoảng hai năm trước và nhận thấy bảo hiểm này chủ yếu ở Mỹ và trong một số trường hợp được cung cấp như một phần của chính sách sở hữu nhà. Phạm vi bảo hiểm chắc chắn còn mới mẻ và phần lớn các cuộc tấn công thường nhắm vào các doanh nghiệp hơn là các cá nhân. Nhưng cô dự đoán sẽ có nhiều người tham gia các hợp đồng bảo hiểm cá nhân về an ninh mạng hơn. Reynolds cho biết thêm, những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội cũng có thể được hưởng lợi từ các sản phẩm bảo hiểm như vậy, đặc biệt nếu nó bảo hiểm cho việc mất thu nhập hoặc bị gián đoạn quyền truy cập vào tài khoản hoặc thiết bị. Giá thuê giảm nhẹ ở Ottawa trong tháng 1 Chi phí trung bình để thuê một căn hộ ở Ottawa đã giảm nhẹ trong tháng 1 nhưng người thuê vẫn phải trả hơn 2.000 đô la một tháng cho căn hộ một phòng ngủ và hai phòng ngủ. Một báo cáo mới từ Rentals.ca và Urban Nation cho thấy chi phí trung bình để thuê một căn hộ hoặc chung cư được xây dựng có mục đích ở Ottawa là 2.219 đô la một tháng trong tháng 1, giảm từ 2.228 đô la vào tháng 12 và 2.238 đô la vào tháng 11. Giá thuê ở Ottawa đã tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức trung bình là 2.219 đô la, do giá thuê căn hộ hai phòng ngủ tăng 11,1%. Theo báo cáo, chi phí trung bình để thuê một căn hộ một phòng ngủ ở Ottawa là 2.045 đô la vào tháng trước giảm từ 2.069 đô la vào tháng 12. Giá chào thuê trung bình cho một căn hộ hai phòng ngủ ở Ottawa là 2.500 đô la một tháng trong tháng 1, giảm từ 2.532 đô la một tháng trong tháng 12. Ottawa đứng thứ 10 trong danh sách các thành phố Canada có giá thuê nhà đắt nhất Canada. Vancouver có giá thuê cao nhất với giá thuê trung bình là 3.055 đô la một tháng giá thuê trung bình ở Toronto là 2.830 đô la một tháng cho một căn hộ hoặc chung cư được xây dựng theo mục đích. Báo cáo cho thấy Kingston có giá thuê cao thứ 13 ở Canada với giá thuê trung bình là 2.107 đô la một tháng trong tháng 1. Giá trung bình cho một căn hộ một phòng ngủ ở Kingston là 1.878 đô la. Những người thuê nhà ở Gatineau đang trả trung bình. 1.795 đô la một tháng cho một căn hộ hoặc chung cư được xây dựng theo mục đích, với căn hộ một phòng ngủ có giá trung bình là 1.710 đô la một tháng. Báo cáo từ Rentals.ca và Urban Nation cho thấy giá chào thuê trung bình của tất cả các bất động sản dân cư ở Canada đạt mức cao kỷ lục trong tháng 1 là 2.196 đô la cho một tháng so với tháng 1 năm 2020 trước khi bắt đầu áp dụng lệnh phong tỏa vì COVID-19 giá thuê nhà trung bình ở Canada đã tăng 20%, tương đương 373 đô la mỗi tháng. Sáu cộng đồng ở Alberta ký thỏa thuận nhà ở với chính phủ liên bang Chính phủ liên bang cho biết họ đã hoàn tất các thỏa thuận về nhà ở với sáu cộng đồng nhỏ và nông thôn ở Alberta. Bộ trưởng nhà ở Sean Fraser đã đưa ra thông báo vào hôm thứ Hai tại Banff về các thỏa thuận với thị trấn miền núi cũng như là Silverland Blackbow Island, Westlock, Smoky Lake và Dutchess Village. Tác động của những khoản đầu tư này trong 10 năm tới dự kiến sẽ có hơn 3.100 ngôi nhà được bổ sung vào nguồn cung nhà ở tại tỉnh này. Chính phủ liên bang sẽ cấp cho Alberta 13,8 triệu đô la để hỗ trợ tăng trưởng nhà ở tại 6 thị trấn nhỏ và cộng đồng nông thôn trên toàn tỉnh thông qua quỹ tăng tốc nhà ở. Thị trấn du lịch Banff dự kiến sẽ nhận được 4,6 triệu đô la trong tổng số đó. Thị trấn Mans nép mình trong dãy núi Rockies trong công viên quốc gia sầm uất nhất Canada. Theo trang web của công viên, nó thu hút nhiều người trong số 4 triệu du khách đến công viên mỗi năm. Tuy nhiên, nhà ở cho người dân thị trấn từ lâu đã là một vấn đề khi cộng đồng đang thiếu từ 700 đến 1.000 căn có sẵn, cũng như là nhà ở giá cả phải chăng. Tai nạn xe trượt tuyến Snowmobile bi thảm ở miền đông Ontario tàn phá cộng đồng. Cảnh sát tỉnh Ontario OPP nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thận trọng khi lái xe trượt tuyết Snowmobile. Tuyên bố được đưa ra sau một vụ tai nạn xe trượt tuyết bi thảm vào ngày thứ Bảy vừa qua đã cướp đi sinh mạng của một phụ nữ 29 tuổi, khiến một nam hành khách 33 tuổi phải nhập viện. Bệnh nhân hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Sự việc xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều ở Macdab, Bearside trên con đường do Kalabuji và District Snowmobile Club quản lý và vừa khai trương trước đó cùng ngày. OPP cũng đã được gọi đến thị trấn North Frontenac vào Chủ nhật, cách Kingston khoảng 120 cây số về phía Bắc sau khi một người điều khiển xe trực tuyết Snowmobile khác đã tông vào một cái cây. Nạn nhân bị thương nặng và đã được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng. Cả hai tai nạn nghiêm trọng gần đây nhất ở miền đông Ontario vẫn đang được điều tra và OPP không có thông tin gì về nguyên nhân có thể dẫn đến những vụ va chạm đó. Nhưng những chiếc xe trực tuyến này rất nguy hiểm nếu chúng không được điều khiển cẩn thận. Một xe trực tuyến Snowmobile mới trên thị trường có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 180km trên 1 giờ, vượt xa giới hạn tốc độ của đã công bố trên những con đường mòn do Liên đoàn Câu lạc bộ Xe trực tuyến Ontario OFSC quản lý. Giới hạn tốc độ được công bố trên tất cả các con đường trực tuyết là 50 cây số trên 1 giờ. Ngoài ra, du khách sử dụng xe Snowmobiles cũng không nên mạo hiểm đi vào những con đường do OFSC quản lý khi chúng thực sự bị đóng cửa. Cứ 10 người Quebec bác thì có 7 người lo lắng về tình hình kinh tế hiện tại. Khi nói về tình hình kinh tế và các biện pháp ngân sách ở Quebec, một cuộc khảo sát cho thấy 72% người được hỏi lo lắng về nền kinh tế, đến mức 2 phần 5 người Quebec, tức là tương đương với 37% lo sợ mất việc hoặc những người xung quanh họ sẽ mất việc. Nỗi lo ngại này bắt nguồn từ nền kinh tế đang chậm lại, tình trạng cắt giảm việc làm của các công ty lớn và việc đóng cửa các doanh nghiệp nhỏ. Gần 8 trên 10 người Quebec, tương đương với 79%, tin rằng chính phủ nên đưa các doanh nghiệp vừa và nhỏ vào trung tâm của chính sách kinh tế ngoài ra 62% tin rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ tức là SME nên được ưu tiên hơn là các công ty lớn để phục hồi kinh tế cuộc khảo sát cũng tiết lộ rằng 72% người dân Quebec bác phản đối việc sử dụng nguồn lực công cộng để cấp các khoản trợ cấp lớn cho các doanh nghiệp lớn trong khi 33% hoàn toàn không đồng ý những kết quả này trùng hợp với quan điểm của các nhà quản lý SME với 66% phản đối việc sử dụng nguồn lực công cộng để cấp các khoản trợ cấp lớn cho các công ty lớn. Ngoài ra, Quebec còn là tỉnh bang duy nhất tại Canada cản trở việc tiếp cận mức thuế giảm giá đối với doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực xây dựng và dịch vụ với mức thuế cao hơn là 259%. CFIB đã thực hiện chiến dịch suốt nhiều năm để đình chỉ những khoản thuế lớn này và hiện nay yêu cầu này đang nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng. Đa số người Quebec tương đương với tỷ lệ 71% tin rằng các doanh nghiệp nhỏ và vừa bất kể là lĩnh vực kinh tế nên được hưởng mức thuế giảm giá trên lợi nhuận hơn là so với các công ty lớn nhất. Vancouver đối mặt với tình trạng thiếu khách sạn trước thềm World Cup 2026. Theo hội đồng du lịch thành phố, những người hâm mộ bóng đá dự định đến thăm Vancouver để xem FIFA World Cup 2026 có thể gặp khó khăn trong việc tìm chỗ ở khách sạn cho sự kiện này. Một nghiên cứu năm 2023 của Destination Vancouver đã phát hiện ra rằng nhu cầu về vòng khách sạn dự kiến sẽ vượt quá nguồn cung trong những tháng hè năm 2026, mặc dù chính quyền tỉnh cho biết 1.400 phòng khách sạn đang được phát triển trong thành phố. Trong đó có 418 phòng tại ba khu nhà trên đường Kiefer, Robson và West Georgia hiện đang được xây dựng. Trung tâm thành phố cũng đang khám phá các lựa chọn khác để giúp khu vực du khách tham dự World Cup bao gồm sử dụng tàu du lịch, chuyển đổi các tòa nhà cũ thành phòng khách sạn và tạm thời nới lỏng các quy định cho thuê ngắn hạn. Bộ Du lịch BC cho biết du khách cũng sẽ có thể ở trong các khu khách sạn bên ngoài trung tâm thành phố Vancouver và sử dụng phương tiện công cộng để đi vào thành phố xem thi đấu. Vancouver sẽ tổ chức 7 trận đấu World Cup tại BC Place từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7. Ngoài trừ team Canada, vẫn chưa biết đội tuyển quốc gia nào sẽ thi đấu ở Vancouver. Gần một nửa số học sinh nói tiếng Pháp ở PEI không theo học các trường tiếng Pháp. Theo dữ liệu mới từ thống kê Canada, gần một nửa số học sinh nói tiếng Pháp ở Prince Edward Island được học tại các trường dạy tiếng Anh. Nghiên cứu của cơ quan này cho thấy các yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến ngôn ngữ giáo dục của trẻ là sự gần gũi của trường học và ngôn ngữ mà cha mẹ chúng sử dụng. Chỉ có khoảng 20% học sinh nói tiếng Pháp ở PI sống gần trường dạy tiếng Pháp hơn là trường dạy tiếng Anh và 36% trẻ em đủ điều kiện chưa bao giờ đăng ký học trong trường tiếng Pháp. Những con số đến từ cuộc tổng điều tra dân số năm 2021, lần đầu tiên đặt câu hỏi về ngôn ngữ giảng dạy cho học sinh tại các trường tiểu học và trung học ở các tỉnh ven biển. Mục tiêu của cơ quan thống kê Canada là thu thập dữ liệu về trẻ em đủ điều kiện được giáo dục bằng ngôn ngữ chính, một quyền được bảo đảm trong Hiến chương về quyền và tự do của Canada. Vấn đề phức tạp hơn là dân số nói tiếng Pháp ngày càng tăng của PEI. Hội đồng trường học tiếng Pháp của PEI có 6 trường học trên toàn tỉnh, nhiều trong số đó đang chứng kiến ngày càng nhiều học sinh đến học tại trường. Thống kê Canada cho biết khi mở rộng dữ liệu trong những năm tới, các nhà quản lý cấp tỉnh có thể sử dụng dữ liệu đó để đưa ra quyết định sáng suốt hơn về vị trí của các trường dạy tiếng Pháp. Hơn 50.000 gia đình New Brunswick sẽ không nhận được khoản trợ cấp khả năng chi trả trước tháng 4. Theo ước tính của chính phủ New Brunswick, hơn 50.000 hộ gia đình ở New Brunswick sẽ đợi đến tháng 4 hoặc trễ hơn để nhận được khoản thanh toán khả năng chi trả 300 đô la như đã hứa vào tháng 1. Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính New Brunswick Ernie Stevens đã đưa ra bản cập nhật tài chính quý 3 cho tỉnh, bao gồm 58,8 triệu đô la dành cho biện pháp mới về khả năng chi trả cho những người lao động New Brunswick có thu nhập thấp. Số tiền này thấp hơn mức 75 triệu đô mà tỉnh ước tính. Chương trình sẽ tốn để phân phối 300 đô la cho 250.000 người nhận. Sự khác biệt là do Bộ Tài chính không mong đợi chương trình có thể được tổ chức đủ nhanh để phân phối toàn bộ số tiền đã hứa trước ngày 31 tháng 3, thời điểm kết thúc năm tài chính hiện tại. Thủ hiến Plan Hicks cho biết chương trình này dành cho các gia đình có thu nhập dưới 70.000 đô la. Theo thống kê Canada, 168.860 hộ gia đình ở New Brunswick có thu nhập trước thuế từ 70.000 đô la trở xuống vào năm 2020, không có con số cụ thể về thu nhập ròng, nhưng 193.750 hộ gia đình có thu nhập sau thuế dưới 70.000 đô la. Dân số New Brunswick đã tăng 8% kể từ năm 2020, nhưng thu nhập của thành phố cũng tăng lên, khiến số hộ gia đình có thu nhập trước thuế hoặc sau thuế dưới 70.000 đô la khó có thể đạt tới 250.000 hộ gia đình. Những người muốn nhận khoản thanh toán 300 đô la sẽ phải nộp đơn xin tiền trợ cấp. Chuyến bay tới New York buộc phải quay trở lại Toronto vì mùi điện cháy ở trong máy bay. Một chuyến bay khởi hành từ Toronto đến thành phố New York vào hồi đầu tháng này đã phải quay đầu vì có mùi điện bị cháy ở trong buồng lái. Vào ngày 3 tháng 2, khi chuyến bay 4826 của Endeavour Air rời sân bay quốc tế Pearson ở Toronto đang trên đường đến sân bay JFK ở New York, thì phi hành đoàn đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Ủy ban An toàn Giao thông Canada cho biết phi hành đoàn đang điều tra mùi lạ phát ra trên chiếc máy bay phản lực hai động cơ Bombardier thì lúc này bộ phận điều khiển máy sưởi điện trên kính chắn gió phía cơ trưởng đã bắt đầu phát ra tia lửa và ngọn lửa. Ngay lập tức phi hành đoàn đã đeo mặt nạ dưỡng khí, tuyên bố tình trạng khẩn cấp và yêu cầu quay trở lại Toronto nơi máy bay hạ cánh mà không xảy ra tai nạn gì thêm. Các tia lửa và ngọn lửa đã dừng lại khi tổ bay tắt hệ thống sưởi kính chắn gió. Có 74 người trên chuyến bay và không có ai bị thương. Các kỹ thuật viên của Delta Airlines sau đó đã thay thế kính chắn gió vào bộ sưởi kính chắn gió của máy bay. Martano tặng cà phê miễn phí ở Canada trong tuần này. Martano đang mang đến cho Maccafe một diện mạo mới với những thiết kế được cập nhật trên tất cả các bao bì của họ và để ăn mừng McDonald's sẽ phát cà phê miễn phí trong tuần này. Bao bì mới của McCafe sẽ có trên toàn bộ sản phẩm đồ uống của hãng. Thêm vào đó, McDonald's hiện đang tặng khách hàng một ly McCafe Premium Roast Hot hoặc là Ice Coffee miễn phí trong một tuần, bắt đầu từ ngày 20 tháng 2. Điều quan trọng cần lưu ý là bạn phải mua trước thuế tối thiểu 1 đô la và không bao gồm đồ uống có hương vị ưu đãi hiện sẵn có tại tất cả các nhà hàng của McDonald's tham gia trên khắp Canada. Để có được điều tuyệt vời này, bạn cần tải xuống ứng dụng McDonald's. Chương trình phát cà phê miễn phí của McDonald's sẽ kéo dài cho đến ngày 26 tháng 2. Tiếp theo là những thông tin cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái và giá vàng. Một đồng đô la Canada tương đương với 0,7416 đồng đô la Mỹ và cũng tương đương với 0,6887 đồng euro. Một đô la Canada đổi được 18.124 đồng Việt Nam. Một đô la Mỹ đổi được 24.433 đồng Việt Nam. Một ounce vàng có trị giá là 2.027,01 đô la Mỹ tương đương với 2.732,96 đồng đô la Canada. Vừa rồi là những tin tức đáng chú ý ở trong Canada phần tin tức quốc tế sẽ được gửi đến quý vị trong phần tiếp theo của bản tin mời quý vị đón theo dõi